Ok thì mọi người ơi, bây giờ mình đã chuyển qua cái world của Liên Quân rồi đây. Và anh em thấy là mình đang mặc một cái skin màu đỏ nè. Đó, trên đầu của mình còn có rất là nhiều gọi là tóc dài nè. Và nhìn anh em có đoán được con này là con gì không? Đó, thì mình xin giới thiệu anh em luôn. Đây chính là Ngộ Không. Thì thật ra thì nhìn nó cũng không giống Ngộ Không lắm ha, nhưng mà thôi kệ, miễn là mình có skin là được rồi đúng không anh em. Trời ơi, nhìn nó cũng khá là giống rồi. Ủa mà không, không biết là ông vịt là ổng là skin gì ta. Trời anh vịt ơi, anh vịt gì, anh là dùng skin gì vậy? Không nói. Không nói hả? Ok, tí nữa mình gặp anh vịt thì mình sẽ tự biết nha anh em. Ok, bây giờ mình phải chuẩn bị đồ rồi nè. Thì ở đây nè, các bạn thấy là con map khá là hay, là chỗ này có phần kích hoạt nhà máy nè. Lít vào đây thì nó sẽ kích hoạt nhà máy này á, là hai cái này nó sẽ chớp tắt liên tục. À, đó, y như là quán bar luôn rồi. Đèn chớp tắt á. Ở đây chúng ta đang có một cái chỗ này, nó sẽ rơi ra vàng nè, thấy không? Vàng và sắt nè, nó đang trôi từ dưới cống lên. Nó đang trôi từ dưới nước lên. Ừ, nói cho nó nghe nó thơm tho chút, kêu dưới cống nghe nó bốc mùi quá. Ok, đây dưới cống có những cái cục vàng vàng đang dưới cống nó đang có những cái cục vàng đang trôi chứ không phải là những cái cục vàng vàng. Ok. Rồi giờ mình sẽ lượm bằng nó nha. Thì sau khi lượm xong á thì anh em sẽ có thể chế tạo được đồ nè. Thì mình là Ngộ Không mà anh em, mình sẽ sử dụng một cái gì đó nhìn giống cái cây gậy như ý một chút xíu. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng xem coi trang bị nè. Đây, cái giáo này đi, cái giáo này cần hai que gỗ đúng không? Mình sẽ chuẩn bị hai que gỗ. Nè, chế tạo nè. Thì chúng ta sẽ có được một cây giáo. Đây, anh em thấy không? Một cái giáo đó, mình đã có được cái giáo nè. Đó, đâm đít cái này mà dùng để đâm đít vịt thì thôi, trời ơi, vịt sẽ thành là vịt xiên que đó. Xịt miếng cái tương ớt lên nữa là ăn luôn, trời ơi. Rồi lượm tiếp, vàng nữa nè. Ok, vũ khí đã có rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình phải cần có một bộ giáp, thì mình sẽ mua cho mình một bộ giáp đi. Mình nghĩ là bộ giáp bằng vàng đi. Bộ giáp bằng vàng mình nghĩ là khá là hợp với Ngộ Không nè. Ngộ Không lông nó màu vàng. Ừ, đó. Sau đó chúng ta sẽ mặc bộ giáp này vào. À, có giáp rồi nha, ghê chưa. Ok, tiếp theo nữa là cứ lượm vàng tiếp, cứ chờ mấy cục vàng với sắt nó rơi ra chúng ta lượm thôi. Đó, và chuẩn bị thêm bánh mì đi, bánh mì để hồi máu. Rồi tiếp theo nữa là mình nghĩ là mình cần có một cái cưa, cần có một cái cây cung tên và mũi tên. Đây, mũi tên dưới đây. Ok, mình nghĩ là khá là nhiều á. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ra, đi đường mít nha vịt, không có đi cái đường khác nha. Vịt ơi, ôi vịt quay xấu quá vậy, vịt chết kỳ vậy nha. Spawn lính á. Spawn lính. Trời à, đây hỏi trứng sói nè, trời mày ơi ngon. Mua cung nè, bắn. Ok, khoan, từ phải giết hết đống lính này của vịt cái đã. Vịt kêu lính qua đây đánh nhanh, đánh nhanh quá trời ơi, vịt đúng là chơi chiến thuật ghê. Ui, hình như cái con này là con bên, ủa mình đang ở bên cái lãnh địa của đội xanh. Tha cho em anh ơi, qua đây trụ bắn nha. Ờ đúng rồi ha, mình chạy qua đó là trụ sẽ bắn mình. Chết phong qua nè, phong nè. Ôi, vịt cốc. Spawn lên. Ê, vịt chơi mà vịt sai ngựa, vịt chơi mà sai ngựa, vịt không được chơi sai ngựa nha. Đi bộ. Khoan vịt ơi. Anh đang xài cái skin của con gì vậy? Con gấu trúc hả? Trời ơi, skin gấu trúc là con gì ta? Ủa mình quên mất đi, con gấu trúc trong Liên Quân người ta gọi là con gì nhỉ? À, con Yuka đúng rồi anh em ơi, con gấu trúc trong Liên Quân là con Yuka. Nhưng mà Yuka trong Liên Quân người ta ngầu lắm, ai mà xấu như vịt. Chạy đi. Đập hết đống lính luôn à, sợ hả? Trời ơi, ông vịt này ông chơi ghê quá anh em ơi, ông qua đây ông đánh úp mình trước nè, ghê thiệt. Thôi, chết đi. Rồi chết cả đám luôn. À vịt đứng im. Đỡ nè. Chơi mà. Ôi có sói nè hả? Chơi ăn gian vậy? Chơi mà chơi đặt đồng minh ra cái kiểu. Ôi, khoan vậy đây, trước khi chúng ta đánh nhau, em nghĩ là chúng ta nên đi tham quan cái map này xíu đi. Chúng ta nên thân thiện xíu vậy đây. Hả? Ôi, cái map này có gì đâu tham quan. Hình như cái này là cái hồ nước nè, mà trong Liên Quân này có hồ nước nè. Cái kia là bụi cây. Ôi, có bụi cây để núp nữa nè. Phải nồi núp vô bụi cây. Ôi, bên đây có con người. Thế cái con rồng ở đâu? Ai biết, bên đây con người. Có rồng là con gì? Con này là con bùa đỏ nè, con này là con bùa đỏ, bùa xanh nè, để giết nó thử coi. Ok, giết nó chứ. Bên này có hình như có rồng nè. Ok. Đây rồng đây nè. Ủa có rồng luôn hả? Từ từ để. Đây rồng đây nè.
Ui, bùa đỏ với bùa xanh nó cho em như gì ta? Đá kim cương với đá khổng tước nè. Đâu, đồng. Đây đồng bên này, Để theo. Ô, sao con rồng xấu dữ vậy? Em tưởng là con rồng coi. Em tưởng là con rồng ở dưới gì ta? Ok, vịt đang tấn công con rồng, hai người đang đánh nhau. Liệu rằng là vịt giết con rồng coi, Support coi, Đậu sạch. Rồi xong, vịt đã teo luôn rồi, vịt chết luôn. Rồng này khỏe quá, Con rồng này khỏe chưa? Ok, đem phụ. Không biết là ăn được con rồng mà chúng ta sẽ được cái gì đây, mình nghĩ là cái gì đó ghê gớm đó nè. Ui. Thôi xong, tí đó đi đi ăn không, ăn con. Tí đi ăn con da nhân rồi nha. Ok ok, trời ơi, tính ra là mấy con trong đây mà nó cũng mạnh phết nha. Nhưng mà mình nghĩ là ăn được con rồng chắc là sẽ được tặng cái gì đó ghê gớm lắm anh em ơi. Mình chắc hình như là giết được con rồng. Nó cho cái đá khổng tước hay sao, thấy cái đá khổng tước hiện trên đầu luôn kìa. Ủa vậy hả, để em xem coi. Đá khổng tước cái đó giúp được gì không nhỉ? Chế tạo được gì nhỉ? Ui, kim cương, có thể chế, ủa cái lò xo này chế sao nhỉ? Để mình chế được kim cương mà. Đúng rồi, cái lò xo này cần có tấm thảm, đá với lại là dây điện xanh, cái này chế được không? Hình như mình chế không được anh em ơi. Mình nghĩ là nếu mà được thì mình nên chế cái gì đó mạnh cái chỗ xin. Này nó có cái mỏ sinh ra đá khổng tước này. Có hả? Có cái mỏ đây sinh ra đá khổng tước hả? Đây là mỏ đây à. Cái qua đây coi. Ồ thế tức là mỏ bên kia là sinh ra kim cương. Mình có luôn nè. Mình lấy được, ui lấy được, đây. Nó sinh ra liên tục rồi. Ê chú đừng qua. Chết rồi, cướp đá. Chết dịch rồi, mình giết dịch, mình cướp đá rồi. Tức là bên kia vẫn còn một cái mỏ kim cương. Qua kia lấy mỏ kim cương trước. Ok ok, trời ơi, qua lấy mỏ kim cương đi. Qua lấy mỏ kim cương đi, vịt ơi, vịt ơi. Ê sao mấy cái này đụng là không được hết vậy? Ôi, bên này có một những con gà này, con này con gì? Chim biến dị, con gì? Chim biến dị lai con gà, phải nói chim biến dị lai con gà. Ok, để mình giết cái lũ này nè. Ui, đánh cái này nó cho súng mà nó không cho đạn ta trời. Ôi, trời nó đánh em văng luôn à. Cái bộ là cái này nó không cho đạn này. Mà nó khỏe phết nha. Ây da. Chết nè. Ôi. Mình sẽ mua thêm mấy con sói mình có thể khỏe ra. Con sói nó có đỡ mình không? Mấy con này quấn đầu lắm anh ơi. Trời ơi. Giết con rồng coi. Hả? Ta thử giết con rồng xem nó rất là gì. Từ từ, để giết con rồng hả? Giết con rồng phải từ trang bị đồ các kiểu lên anh ơi. Kiểu này anh sẽ xem mình. Ở bên này có vắt cả chim biến dị đó là mấy con gà, không tin được. Chim biến dị là mấy con gà đó. Ok. Đúng là cái này. Ui. Mấy tàu đỏ cái này có thể tăng sức mạnh nè. Wow. Rồi có còn gì nữa không? Ê giết được con rồng rồi nè. Giết được con rồng luôn hả? Ghê vậy. Ồ hiểu rồi, chết không rồi. Ôi hình như là chết, nghĩ là không được cái gì đó ghê gớm lắm anh em ơi. Các bạn ơi về đổi trời ơi tí từ tí nữa mang quà chip cho Phong nha. Nhờ, gì ơi. Nghĩ, mình nghĩ là ông vịt chắc là ông có được cái gì đó ghê gớm lắm. Ông như gáy vậy luôn anh em. Có rồi nè. Để mình xem coi, em cũng có rồi nè. Anh có nè. Ui kỳ này chết Phong rồi, kỳ này cam ở nhà Phong cho Phong ôm mình đã cổ. Mình nghĩ là ông rồi. Dịch ông có được cái gì đó ghê gớm lắm anh em ơi, trên ổng mới gáy to vậy nè. Bạn ơi đổi lên 200 viên luôn. 200 viên. Ôi có cái gì đó. Ừ giết dòng được quà này Phong ơi, ra cho coi nè. Chó gì? Phong rồi. Đi tìm Phong. Đi tìm Phong. Phong rồi. Phong đâu? Đây em đây, em đây. Phong đâu ta, Phong đâu đâu. Coi thử sức mạnh gấu trúc rồi. À đây rồi. Còn cấu trúc mập địch, mau ra đây. Đại Liên, Đại Liên. Ôi trời ơi, cho con tấn công nó cho ta. Tấn công cấu trúc cho ta. Nhiều chó đi. Ta chó, đem. Ok. Trời ơi, chết mình rồi. Ông dịch, ông có cây đại liên anh em ơi. Ông có cây đại liên. Xem coi cây đại liên chế ở đâu vậy. Ông đâu, ông có cây đại liên ghê vậy. Trang bị nè, đại liên. Đại liên đâu vậy, không có đại liên. Đại liên không thể chế được, bởi vì đại liên là phải giết dòng. Trời ơi, mình đã giúp chồng giết con rồng rồi. Thôi nè, đang nè nè Phong, hôm nay Phong quay clip là ra cho cái đại liên nè. Giết rồng được 3 cây. Thôi đừng giết. Cho cái đại liên. Tấn công cho ta. Tấn công bích tử dịch cho ta. Giết người cướp súng rồi mày. Ok, tấn công bích tử dịch cho ta, tất cả ngàn con của ta. Chó sói, tấn công bích tử dịch. Tại sao mày cho sói mình ra ta, nó không tấn công mình vậy? Tại sao ông tấn công hết mấy con chó sói của mình rồi? Không đâu. Giờ cứ ra đây không? Ra cho cây đại liên xài nè. Vậy hả? Ok. Đây liền. Đây nó hai trụ rồi, mình giết hết cho sói vào rồi nó mới ok. Hồi sinh đi. Mình cái dòng này không dùng sao hết. Ủa cái đại liên đâu? Ủa cái đại liên đâu? Giết người cướp voi là không thích làm bạn thích làm thú mày. Đâu rồi ra đây. Ủa
đáng lẽ là ông đáng lẽ mình dí được ông phải làm rơi cái đại liên á chứ. Ủa không làm rơi không rớt không rớt trong này không có rớt cái gì vậy không vậy hả chết chết anh ơi chạy đi mình chạy đi chạy đi chạy thôi chạy thôi à chạy rồi chạy rồi chú bắn kìa bắn nó chạy thôi chạy thôi chạy thôi chạy thôi chạy thôi ê có ai chạy mà chạy sang bên nhà địch luôn không quên ủa ủa vậy đập được chủ nhà rồi đó xanh tại mình vì dịch nước ok nè vậy là mình đã chiến thắng rồi phong cận gì ngộ không đã chiến thắng được Mr. Bịch Yuka rồi ok 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 và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero đó chính là anh Mr. Vịt, Team Mi TV và Camui TV để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa chính là Kairon TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nữa nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Còn bây giờ thì mình về trời đây.